vòng tứ kết đã kết thúc rồi. Chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong ít phút để đến với Đức Long và Hoàng Ngô, Hoàng Con. Vâng, Hoàng Ngô thì chính là cái thanh niên tên là Hoàng, và lúc đấy thì cũng đã chiến thắng trước một thanh niên khác cũng tên là Hoàng. Có vẻ như là một bên là Hoàng Vũ, bên là Hoàng Ngô thì họ có hẳn ba chữ, còn anh chỉ có hai chữ thôi, chắc là đấy tên dài hơn nên nó mạnh hơn một tí. Không, không phải đâu anh. Anh chỉ đánh với ai? Cái gì? Okay. Solo. Tí nữa solo luôn nhá. Tí nữa solo. Xong rồi bên thua thì làm sao? Mày khao anh cái gì anh? Thì tí nữa em trả lại tiền trà sữa cho anh. Tí nữa mày trả lại tiền trà sữa cho anh. Có 40.000. Thế thôi. Lương thì ít. Có 40.000 nợ thì chưa trả, nhưng mà 40.000 mà cũng tiếc. Tiếc chứ. Mà đáng lẽ ra là mày phải trả anh 20.000 của cốc trà sữa ấy, chứ mày bảo là mày khao một nửa cơ mà. Thôi được rồi, thì em trả nguyên cốc trà sữa. Mày phải trả một cốc nữa đi. Để có thể anh uống được thêm một cốc nữa. Không. Ok. Sao mày hủy đấy? Cần em... thế thôi. Đấy là mọi người đang rất là nhiều kèo này, nhưng mà chặt câu thì thôi. Mỗi người có một cái, làm sao có thể mang ra đặt cược một cách dễ dàng như thế được. Có cả Facebook của Hà Lê luôn. Trận tiếp theo là trận tứ kết thứ 3 giữa Đức Long và Hoàng Ngô. Thực ra Đức Long này thì đang có một cái hoan lộ rất là may mắn, tức là game đầu tiên thì anh ta không phải đánh là đã được nghỉ ngơi nguyên một ngày rồi. Game thứ hai thì anh ta cũng không phải gặp một đối thủ quá cứng cựa. Là gặp ai? Là lúc nãy gặp Đức Hùng ấy. Đức Long đánh với Đức Hùng anh. Long Hùng tranh đầu luôn anh hiểu không? Đấy, thế là nó là Long Hổ tranh đầu. Thôi, Long Hùng thôi. Rồng với gấu thôi, thế là đấy thì là Long thì chắc chắn là thắng rồi. Thế thì vào trận này thì Long lại đối đầu với cả Hoàng Ngô thì không biết là như nào. Thực ra thì Long với Ngô thì anh thấy không, nó có một cái sự chênh lệch sức mạnh rất là lớn. Long mà một con thì nó bay ở không, trên trời. Nhưng mà đây là đứng trên gọi là lĩnh vực là động vật, với động vật thì nó khác. Lĩnh vực mà động vật khi mà đối với thực vật thì nó khác rồi. Thì đây em thấy cái sức mạnh nó khác hẳn nhau. Một bên là Long nghe kiểu rất là kinh khủng, với một con vật mà khi mà nghĩ đến phát thôi chúng ta đã nhìn thấy được, nói chung là 7 đứa ước hay là 1 đứa ước hay là 3 đứa ước gì đấy. Bạn nào mà đọc 7 viên con rồng thì chắc là biết. Đấy, có một bên thì là Ngô. Bắp. Bắp đấy, đúng rồi. Bắp thì nghe nó mạnh hơn Ngô một tí. Rồng Ngô tranh đầu. Hoàng là vua mà. Thế Đức là gì? Đức là một đất nước. Đức. Đức cũng là một cái... Anh nghe nói là có một người tên là Đức rất hay nhận mình là vô địch. Thế cho nên là trong cái tâm cao của anh thì cái từ Đức này anh sẽ nhìn thấy cái chữ đó là Đức vô địch. À không, anh nhầm rồi. Anh nhầm rồi á? Người đấy không có mặt ở đây không? Người đấy lại không có mặt ở đây luôn. Anh lại không nghĩ là anh nhầm luôn. Mọi người có nghĩ là tôi nhầm không? Tôi chắc chắn là tôi không nhầm đâu. Chỉ có một cái thằng mà không dám tự nhận cái lời mình nói thôi. Đâu, ai nhận được? Thì đây thì đúng là không nhận đâu đúng không? Tự nhận là mình không nhận luôn. Thế thực ra là vẫn dám nhận nhỉ? Đâu, nhận đâu. Gì mày nhận là mày không nhận gì? Ở đây làm gì có ai đâu, tên là Đức mà tự nhận. Ở đây không ai tên là Đức. Ở đây chỉ có Đức đứng đắn thôi. Ở đây có Đức đứng đắn, riêng Đức đứng đắn thì mình lại không biết là ai và không quen luôn. Đức đứng đắn là ai đấy? Em anh. Ôi cái gì? Nói chung là người ta có bảo là thiếu cái gì thì người ta thường thèm khác cái đấy. Không, sai rồi. Thế cho nên là như kiểu mình ấy thì mình béo nên là mình thèm được gầy. Thì đấy mọi người cũng hiểu thôi. Còn đấy, Đức đứng đắn thì mọi người chắc là cũng không cần phải nói nữa, mọi người cũng hiểu là anh ấy thiếu cái gì đúng không? Đại khái là nhìn cái môn này thì biết nó la liếm một cái mức độ là vũ trụ rồi. Chả sao la liếm. Không phải la liếm, thế thì nó gọi là gì hả em? Nó gọi là Thả Thính à? Đức Thính đúng không? Ngày xưa người ta hay gọi em là Đức Thính. Đâu, ngày xưa người ta hay gọi em là Đức Kính. À không, anh chỉ thấy người ta gọi là Đức Thính thôi. Người ta gọi là Đức Kính. Không, Đức Kính thì đấy tại vì là Đức cứng. Cái gì đấy không? Rất là cứng. Thế cho nên là không bao giờ phải sợ trước một cái thính nào tất cả mọi người cả. Thả mình phát là mình thả lại luôn cả một rổ. Không, em là rất là mạnh mẽ luôn. Em Đức vét á? Không, Đức này thì chắc là... Không, môi này mà chắc là chắc cũng phải vét rồi thì môi nó mới nhìn này. Không á? Anh thì lại nghĩ là có luôn. Không, nhầm rồi. Thôi được rồi, vào game đi. Đã vào game đâu. Loading screen rồi. Loading screen rồi, đang thấy hai người chuẩn bị hôn nhau này. Một đứa là Skyrat Mage, một đứa là Vengeful Spirit rồi. Nhìn cái ảnh này thì em nghĩ đến cái gì? Chắc
chẳng nghĩ đến gì cả. Không nghĩ đến cái gì cả. Nếu như mà nói là không nghĩ đến gì cả thì anh lại nghĩ là em đang nghĩ đến một cái gì đấy mà em không dám nói ra. Không, em không nghĩ đến cái gì. Em không nghĩ đến cái gì. Em không phát hiện đây là con VS với con Sky thôi. Thế em nghĩ nó là cái gì? Em nghĩ đây là một cái hình nó vẽ ra cho vui thôi. Ok, không, em nhìn một cái hình thì em phải nghĩ nó là cái gì chứ sao em lại bây giờ lại bảo là một cái hình vẽ cho vui. Đó sẽ thành bắn cung này, tôi biết bắn cung đâu. Đức không phải là bắn cung đâu, Đức là bắn cung tử. Cái gì làm gì có cung tử vớ vẩn. Cung tử hay là tử cung gì đó. Không, vớ vẩn nào, không được. Nói chung là Đức thì dạo này rất là hay rủ anh em đi bắn cung. Nhưng mà mọi người thì cũng biết là, nói chung là bắn cung thì chỉ có mình Đức biết thôi. Cái gì đấy? Gì? Em đã biết đâu. Em đã biết đâu. Thế nên mới rủ anh em cứ đi. Cứ có một người suốt ngày rủ đi bắn cung thôi. Nhưng mà em đã biết đâu. Thôi mọi người thì chắc là cũng không có được cái diễm phúc mà đi bắn cung cùng cả Đức Vô Địch. Hay là Đức Thiếu Đứng Đắn. Thế nhưng mà đấy. Chả hiểu sao Đức Thiếu Đứng Đắn. Hả? Đức Đứng Đắn. Đức Đứng Đắn thì nó ok, được rồi. Anh không nói những vấn đề đấy nữa vì mọi người chắc cũng hiểu. À, lần này thì là Phong Lỗi Lobby luôn. Nhà thơ tình tuyệt vọng và Hoàng Ngô. Ui, anh nghe nhà thơ tình tuyệt vọng anh lại nghĩ đến mày. Không, em là nhà ngôn tình tuyệt vọng. À, ngôn tình tuyệt vọng luôn chứ không phải là thơ. Không biết làm thơ hả em? Đã biết. Biết làm thơ, thế nhưng mà lại nhận mình là ngôn tình chứ không phải là thơ tình. Thì ít viết thơ. Ít viết thơ. Thế mày hay viết ngôn lù à? Không, em chả biết gì cả. Thế sao mày nhận mày là nhà ngôn tình? Thì đấy thì hay nói. Thì cái gì? Hay nói, anh thấy mày viết nhiều lắm. Instagram, rồi Facebook, Facebook, rồi là do story, các thứ các kiểu lớn. Nói chung là anh em nào mà chưa follow Instagram của Đức thì nên follow đi. Sẽ hiểu là như thế nào thì là nhà ngôn lù. Không thể hiểu sao ngôn lù vẫn. À lộn ngôn tình. Thế rồi được. Anh đối em biết đó, bây giờ mình nhìn thấy item của Hoàng Ngô rồi. Item của bạn còn lại, nhà thơ tình tuyệt vọng. Không, bạn đấy sẽ lên đồ kiểu khác. À không không, vẫn thế. Rồi Đức Long và Hoàng Ngô. Hoàng Ngô và Đức Long. Không biết là Long hay là Ngô thì thắng. Im đi em. Thôi, anh nói đi, anh cứ nói từ nãy giờ. Từ nãy giờ anh nói rất là nhiều rồi. Thông thường khi Minecraft game ấy thì mọi người hay nhận xét là nói nhiều quá. Đấy, bây giờ anh cũng đang thấy mình nói hơi nhiều rồi thì em phát biểu gì đâu, em nói cái gì đấy, em nhận xét từ đâu đây chẳng hạn. Nhà thơ tình tuyệt vọng này anh nhìn rất là rồng dáng của em luôn. Thì bây giờ đang đấy đứng ra mít, không biết là chờ đợi cái gì đó trong vô vọng thôi. Vứt đồ ra đập trước bàn Hoàng Ngô. Hai mâm again nhưng mà lại thiếu mất chữ A rồi, chắc là bàn phím hỏng. Bàn phím hỏng này chắc chắn không last hit được một chữ A. Không deny được nếu như mà không lựa chọn cái right click fox attack. Nào chuẩn bị bắt chước đặt vòng đi, nhưng mà bây giờ nó chưa đặt vòng thì là lỗ, tại vì là không thể nào đi kịp về và đi dàng nữa. Không chặn creep đi, không biết chặn đầu. Không biết chặn đầu. À không biết chặn đùa. Không okay. Biết chặn đùa. 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 Đùa tiêu nói chung là tháo. Đùa, đùa, đùa quá em nhỉ. Trời lại còn chấp một tờ. Đánh nhau đi. Luôn. Thế đánh nhau luôn bây giờ lại là một cái màn gọi là solo giữa hai bên hit and run. Ok, Hoàng Ngô chưa lên skill chắc chắn là sẽ trade lỗ rồi tại vì đối phương có stifling dagger. Hoàng Ngô lên blink à? Hoàng Ngô lên blink bất ngờ, đợi đối phương quay đi blink thẳng vào chém mày. Bây giờ thì là đi về. Ôi, nói chung là cả hai thì sẽ không giữ được nhau nếu như có một người đi về. Hôm nay đánh vui à? Không, em đây gọi là khô máu luôn rồi. Tại vì mọi người thấy là nói chung là solo PA mà cứ last hit sau trời thì lúc nào sau 6 đánh nhau thì nó lại giống những người khác quá. Bây giờ là mình phải khác biệt đi. Đánh nhau luôn thì lại là một trước khi có quái. Rồi, last hit nè, bị deny luôn. Hình như là Hoàng Ngô rơi vào bẫy của đối phương. À, như là tiếp tục là chém vào tới nhà thơ tình tuyệt vọng. Ông này là lừa hơi kinh đấy nhá. Lừa tên lúc là, đầu. Tên là nhà thơ tình tuyệt vọng nhưng mà trong cái game đấu này thì nó rất có triển vọng luôn. Deny nào, ấy deny được này. Nhưng mà Hoàng Ngô cho level 2 thì mình deny mất rồi. Có đấy mà không deny được là Hoàng Ngô hoàn toàn có thể giết chết được nhà thơ tình tuyệt vọng vì không còn verify nữa, đối phương có solo của Blink. 100 máu đấm 3 phát chắc chết thôi. Thế nhưng mà đó. Thật ra đây là một cái game có thể sẽ kết thúc rất nhanh, cắn luôn cho mình đó là một cái verify ở lên. À hóa ra lúc nãy là anh để Hoàng Ngô à, tức là thanh niên này vẫn còn verify. Ok man. Rồi, bây giờ có khi Hoàng Ngô vào này, Hoàng Ngô level 2 là vào luôn, đẩy creep vào luôn, để vào luôn 1 gam ra. Không ra được rồi, quá tầm. Và đứng deny thôi, thế là mất nguyên turn creep. Tôi hứa là cái ông nhà thơ tình mất nguyên turn creep, không thể ăn được đâu. Tôi solo PA không, suốt. Cả hai người đã ăn máu lên rồi mà. Không, nhưng mà cái pha đấy là mất nguyên turn creep rồi. Thôi, lao vào tới như Hoàng Còn. Liệu rằng nhà thơ tình tuyệt vọng có thể làm gì được hơn hay không? Đứng chém nhau như này luôn. Không cần crit, không cần miss. Đây là một cái game sẽ không có một tí may mắn nào cả. Tất cả là kỹ năng thôi. Không, thực ra thì cứ đánh nhau cho đến lúc nào gần hết máu thì lại lùi về. Nhưng mà ở level này thì chắc chắn là không thể có cái điều gì đó rất là giật gân. Rồi vào. Cả hai cùng hết mana để blink rồi. Dài vào, đuổi, vẫn tiếp tục đuổi. Styling đã rồi. Chém rồi, Hoàng Ngô thua mất rồi. GG tới từ nhà thờ.
Anh bảo rồi mà, Long và Ngô nghe đã thấy không cần kèo rồi, và nhà thơ tình tuyệt vọng lại có thể tiếp tục hy vọng trong cái giải đấu này. Rồi, trận đấu nhanh phết nhở, 2 phút. 2 phút. Thế là bây giờ chúng ta lại chúng ta sẽ cùng chuẩn bị đến với game đầu giữa đọc đi. Mimosa và Mimosa và King. Ờ, King thì anh nghe nói đánh rất là kinh. Đúng rồi, kinh thì nó phải kinh, nghe là nó thì kinh. Còn Mimosa thì nói chung là nghe cái tên Mimosa này thì anh nghĩ đến hai chữ. Anh nghĩ đến hai chữ. Một là sa ngã và hai là cần sa. Không, em lại nghĩ đến một chữ thôi. Đó là loa. À! Ồ, loa nó toang.